Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương. Sau khi sự kiện thầy Thích Chinh Minh Tợ đi bộ hành mang hạt giống từ bi đến cho muôn nhà, cũng có nhiều Phật tử ngày xưa cũng u mơ, u muội cúng dường một số tiền rất lớn cho chùa. Sau đây thì anh trai một lên tiếng cực kết vừa một cô ngày xưa cũng dường cho chùa Phật Quang 35 tỷ, một số tiền rất là lớn nha. Bảo sẽ quay lại cuộc trò chuyện này, Bảo sẽ gửi đến cho cả nhà xem. Mời cả nhà xem clip. Mà tôi mới biết đó, thì có một cái bà thím, bà cúng vàng cho cái ông thầy chùa Thích cúng nhà một miếng đất trị giá 35 tỏi các bạn. Tôi nghe mà tôi nổi da gà luôn các bạn ơi. Tôi nghe mà thiệt tôi ham đi tu quá các bạn. Tu mà sao giàu dữ vậy mấy thầy. Mấy thầy tu mà sao mà. Các bạn biết bây giờ em nói cho cái thím gì mà nghe này. Nếu như thật sự thím là một người có cái não mà thím biết suy nghĩ á, thì thím nghĩ sao khi mà cái người mà thím cúng vàng đấy, miếng đất 35 tỏi đấy, đi chửi một cái người hành khất tứ đại giai không, không tiền, không bạc, không điện thoại, nói chung là không có gì hết, là một cái kẻ ba trợn, là thằng này nó nọ, thì thím nghĩ sao? Nếu mà thím là một người có cái não đấy, thì thím thấy như thế nào? Đúng không ạ? Rồi con nói cho thím nghe như vậy này. Ơn trên ưu đãi cho thím ở cái kiếp này, thím giàu có mà thím không biết hưởng. Bây giờ 35 tỏi đó mà thím chia cho mấy con mấy cháu của thím thì nó đã có cuộc sống giàu có rồi. Đó, nó hơn cả hàng tỷ tỷ người trên cuộc đời này rồi. Còn mong giàu như thế nào nữa hả thím? Hay là thím định giàu ở kiếp sau, rồi cái kiếp sau đó nó có hay không? Mà sao thím ăn cái gì mà thím dại quá thím ơi, mà không biết con cháu của thím nó có nghe, nó có biết hay không? Thím đi cúng vàng hiến cho một miếng đất 35 tỏi để chi, để giờ cho cả thiên hạ nó chửi thím là người không có não. Thật sự luôn đấy. Biết bao nhiêu việc tốt thím không làm, thím đi cúng vàng cho một cái ông thầy chùa. Nghe mà mình nổi da gà, nghe mà mình ham đi tu. Tu vậy quá sướng các bạn, quá sướng. Con nói cho thím nghe nghe, bây giờ nó tình hình là kinh tế khó khăn lắm. Con thiếu thằng FE có mười mấy triệu mà nó đòi cháy da cháy thịt. Nó đưa hình ảnh coi như là gia đình gia phả nhà con lên trên mạng, nó tế nó bái chỉnh, có mười mấy triệu thế đó. Mà thím cúng vàng 30 mấy tỏi như vậy, rồi bây giờ kinh tế nó khó khăn rồi, con cháu của thím nó làm ăn không được đó nha. Nó nghèo nó đói thì kiếm thím con thiệt thím rồi. Tội đồ thiên cổ luôn đấy. Thím á, sau này con cái nó hờn nó trách thím nha. Mai mốt thím già rồi thím đói đó, rồi thím tới thím xin mấy anh thầy chùa đó coi nó có cho thím ăn không ha. Đó, rồi con cháu nó khổ, nó đói, nó làm ăn, nó nợ nần, nó không có tiền nó trả đó. Mà thím đi thím đòi lại cái đó không được đó. Con nói này, để coi cái kiếp này con cháu của thím á, nó chửi thím như thế nào, nó dằn vặt thím như thế nào, chứ đó mà thím ngồi đó mà nhìn con cháu mình nó giàu đó. Theo như quý vị và các bạn thì sau khi mà ông Thích Chân Quang bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đúng không ạ, kỷ luật kiểm điểm thì ông sẽ làm gì không? Tức là bây giờ ổng sẽ lui về ở ẩn, đúng không ạ, gọi là rồng ẩn mình. Sau đó mới lệnh cho cái đám đệ tử của mình đấy, cái đám con nhan Phật tử U Mê đó, tức là sẽ dùng truyền thông viết bài vu khống xuyên tạc để hãm hại Ngài Minh Tuệ. Họ nói rằng đây là một cái kịch bản mà do những bọn giặc ở nước ngoài dựng lên để nhằm phá cái đạo Phật của Việt Nam, giống như ở bên Hàn Quốc, ví dụ vậy đó. Thì tôi xin hỏi quý vị các bạn, ai là người phá đạo Phật? Quý vị suy nghĩ đi, ai là người phá đạo Phật? Có đạo Phật nào mà cho phép những ông thầy chùa mà đi ra đường lúc nào cũng xe hơi, rồi dù treo võng lọc như vậy không? Có đạo Phật nào mà nói với Phật tử rằng là bây giờ cúng nguyên đất nguyên nhà của mình cho chùa, rồi đi ra ngoài gầm cầu sống không? Rồi có đạo Phật nào chấp nhận cho một ông thầy trụ trì lấy một cái cọng cỏ và nói rằng đó là xá lợi tóc Phật, thỉnh từ ở bên Myanmar về để cho Phật tử chiêm bái như vậy không? Rồi có đạo Phật nào mà cho phép một
trụ trì, tiến sĩ Phật học, đúng không ạ? Mà nói rằng là chúng ta đừng nên đốt nhang, mà phải bạc, mà thay vì cái tiền đốt nhang đó chúng ta quy thành tiền và chuyển khoản cho mấy thầy không? Ừ? Rồi có cái đạo Phật nào mà cho phép một thầy trụ trì đứng lên hiến kế để tìm cách moi tiền của Phật tử, của nhân dân không? Vậy thì tôi hỏi quý vị, ai là người phá đạo Phật? Có Phật nào mà cho phép một thầy trụ trì một cái chùa mà đứng lên như một thằng diễn hài không? Hả? Làm mất đi cái tôn nghiêm của chùa chiền không? Của cái nơi gọi là linh thiêng. Rồi nói rằng là cúng là phải cúng đồ ngon, tiền là phải tiền chẳng, không được tiền lẻ không? Quý vị các bạn, thì ai mới là người thật sự phá đạo Phật ạ? Là chính những cái người tu này là phá đi cái đạo Phật. Quý vị biết vì sao mà ông Thích Chân Quang này bị kiểm điểm không? Là vì ông không kìm được cái sân si trong con người ông, sự ganh ghét, đứng lên để nói một cái người tu hành chân chính là một kẻ ba trợn. Đó. Thì khi nói như vậy thì nó không đi đúng với cái đường lối, đúng không ạ? Làm cho nhân dân phẫn nộ thì nó sẽ giống như là bị yếu thế, cho nên bị kỷ luật là đúng. Phải im chứ, tìm cách chứ, đúng không ạ? Cho đám con nhan Phật tử u mê lên, làm bài tung lên, làm đủ mọi cách. Một người tu chân chính tứ đại giai không mà bị trù dập như vậy các chị các bạn, thì tôi hỏi quý vị các bạn, ai mới là người thật sự đang phá đạo Phật đấy? Vui quá mọi người nhỉ. Thế là hôm nay thầy đã bắt đầu đi khất thực trở lại. Đấy mọi người ạ, đúng một tháng nhá, đúng cho một tháng thầy lại quay trở lại. Và cái lần quay trở lại này thì cả nước biết đến anh Thìn và anh Tuấn đó mọi người ạ. Thì cũng rất may là cũng có những người anh em của thầy đi theo để hỗ trợ, đi theo cùng với thầy cho yên tâm mọi người nhỉ. Đấy thì em thấy là đấy mọi người nhìn cái cảnh này mà xem, mọi người nhìn cái video đấy mà xem. Bảo sao những ông thợ tu khác trong lòng vẫn còn tham sân si mà lại không nổi cái máu gọi là ghen tức lên, cái máu gọi là kiểu như là sân si đố kỵ đấy. Bởi vì sao? Bởi vì là mình đây bỏ tiền ra để có bằng tiến sĩ đứng lên giảng giải cho oai, và em nghe nói đâu là cái bằng tiến sĩ này là bước đệm để vào quốc hội mọi người ạ. Nhưng mà tiếc là người tính không bằng trời tính, bị muộn mất nên đến bây giờ là bị phanh phui ra rồi, là không còn cơ hội nào mà quốc hội nữa rồi. Thì em thấy một điều là đấy, nhìn cái cảnh này, đây bỏ tiền ra có bằng thạc sĩ, tiến sĩ rồi phải đứng lên cầm mic với kêu gọi được rất nhiều người gọi là đến nghe đấy, thuyết pháp cho rất là nhiều người, phải mất rất là nhiều công sức mới có được một lượng gọi là lượng khán giả, lượng khách. Mà đây ông thầy nhìn mọi người đi theo ông thầy kiểu cảm giác như là thành tâm. Ông thầy này chả có làm gì, có mỗi đi bộ mà sao nhiều người yêu quý đến thế, nhiều người tôn sùng đến thế. Đấy mọi người ạ, em cứ nghĩ là trong cái giới dân thường của mình như thế này mới có cái gọi là tham sân si đố kỵ. Nhìn người kia hơn mình là không thích, nhìn người này thành công hơn mình là không ưa. Nhưng mà không ngờ mọi người ạ, trong cái thế giới gọi là thế giới xả bỏ, cái điều đấy nó vẫn còn. Cái điều đấy vẫn còn, nên chứng tỏ là tu không phải ai cũng xả bỏ hết được những cái phần con ở trong cái phần người, đúng không mọi người? Đấy, nên là từ chuyện của thầy nhá, thầy Minh Tuệ nhá, với cả những ông thầy khác, cho đến cái chuyện của ông thầy vừa bị đi tù ấy, là cái ông thầy Tâm Phúc thôi đấy, và cái ông Nhật Từ, là hai bên liên tục đứng lên đấu tố nói lẫn nhau, trời ơi, nói về nhau rất là nhiều. Đấy thì mình cứ nghĩ là đấy chỉ là cái cuộc sống bình thường của những người bình thường như mình thôi, còn đi tu là xả bỏ rồi. Nhưng không, cái thế giới đấy nó vẫn còn tồn tại rất nhiều thứ mà đến ngày hôm nay chắc có lẽ nhiều người đã vỡ lẽ ra rồi. Đấy, và em thấy là hình như là trong cái lần đi lần này thì là cái vấn đề về quay các thứ đều trở nên nghiêm ngặt hơn, không còn được quay chụp như mọi khi nữa. Đấy thì em cũng thôi, cũng không cần quá nhiều video đâu, chỉ cần mỗi sáng có 1-2 cái video thôi, kiểu như cái video vừa rồi, nhìn từ xa hai bên đường mọi người chắp tay đứng là được rồi, không đi theo được rồi, để biết rằng là thầy vẫn bình an, vẫn khỏe mạnh. Đó là mình cảm thấy vui, bởi vì em đọc qua thì em thấy rất là nhiều người rớt nước mắt mọi người ạ. Rớt nước mắt khi nhìn thấy thầy, rớt nước mắt khi nhìn thấy thôi.
Đấy, chưa phải là xem lại những video cũ nhìn thấy thầy đó là rớt nước mắt rồi. Đấy, mọi người cứ nghĩ mà xem tại sao lại rớt nước mắt trước một người như thế. Thực ra thì không phải rớt nước mắt vì thầy đâu, bởi vì là ở trong thầy toát lên một cái gọi là từ bi, toát lên một cái gọi là tâm Phật ấy, làm cho mình tự ngộ ra và tự cảm thấy cái tấm chân thành, tấm chân tình, và tự mình cảm nhận được cái con người của mình ở trong con người của mình ấy. Đấy nên là với chạm đến trái tim của mình là như thế. Đấy nên là mong là mọi người cũng sẽ có video về thầy hàng ngày để cho những người yêu quý và quan tâm như chúng em được nhìn thấy và được cảm thấy là vui vẻ mỗi ngày. Đất lành thì chim đậu, mà nhà lành thì ma ở. Đúng như vậy. Nhà mà không có vong á thì cái người chủ nhà là cái loại người không chơi được. Mình ăn ở như thế nào? Cái câu mà đất lành thì chim đậu con công nhận nha. Rồi nhà lành thì ma ở con không công nhận nha. Tại vì nhiều người á là đất nhà của người ta cúng dường hết rồi. Không có nhà đâu mà ở đó thầy ơi. Người ta nhiều lúc người ta ra ngoài hầm cầu, ở dưới cây cầu ở ngoài, ở ngoài giường người ta ra ngoài người ta ở. Tại không có nhà. Thầy kêu người ta cúng dường cho thầy hết trơn, người ta không có nhà đó. Còn cái nhà mà 300+ cũ á, thầy chiếm hết rồi, người ta đâu có nhà đâu mà ở. Bởi vì ma cũng không có đâu mà ở đâu. Còn không có nhà ở nữa đây. Tại vì biết sao không thầy? Nhà đi cúng dường cho thầy hết rồi, nhà đâu nữa người ta ở. Nghe thầy nói không? Nó, thầy tu đó. Thầy tu mà thầy tu nói kiểu đó đó. Thấy chưa, hủ hồn chưa? Thầy xuất gia rồi nha. Nam Mô A Di Đà Lạt. Thầy xuất gia rồi đó. Nhà không có mà ở nữa, chứ ở đâu mà ma đâu mà có mà ở. Thầy nói bậy rồi, hiểu chưa? Cho con hỏi thầy nha. Thầy có hiểu cái từ đi tu không thầy? Đi tu xuất gia là cái giống gì cũng không, chứ không có phải như thầy cái giống gì cũng thích. Gái cũng thích, tiền cũng thích, vàng cũng thích, mà nhà, lầu, xe hơi, xe hiệu, hàng hiệu, đồng hồ, hàng hiệu, cái gì APC thầy có hết nha. Ngộ vậy. Ủa, đi tu gì với cái giống gì cũng có hết trơn vậy, mà có một cái không có nè. Không có đạo đức. Thầy cái giống gì cũng có hết trơn mà thầy không có đạo đức. Thầy lên giảng kinh, giảng pháp, mà giảng theo cái kiểu của thầy á, thì con nói là nghiệp của thầy nặng lắm á. Nghe không? Người ta đi tu là cái giống gì cũng bỏ hết, rồi thầy không giống như người ta. Thầy có nghe cái trong cái cuốn kinh á, thầy tu như thể cây son ngoài da coi chắc trong thì mối ăn. Buồn thay cho kẻ ác tăng, làm điều dối thế cho hư đạo màu. Đạo Phật giáo bây giờ đã bị các ngài ô uế rồi. Thầy biết chưa? Thầy là dạng như là thầy ác tăng. Người ta xuất gia, người ta đi bỏ tất cả trên trần gian này, người ta muốn tìm trên đường về Tây Phương. Thầy đi ngược lại hết. Thầy tu gì mà cái giống gì cũng thích hết, không trừ ra cái gì hết. Chỉ có một cái là thầy không trừ cái đạo đức và cái lương tâm của ngài. Hai cái này là thầy không có. Trừ ra là cái giống gì thầy cũng có, mà hai cái này là thầy không có. À, mình phải lên thuyết pháp giảng đạo như thế nào cho tín đồ người ta nghe, ta hiểu, người ta học theo. Cái này thầy không phải. Thầy lên người thầy, một thầy chơi rồi chửi người ta, nói sao thầy nói đủ thứ chứ, trên đời này đủ thứ chứ. Thầy nói chứ, nói pháp, nói kinh, nói kệ, mà thầy nói cái kiểu này. Thầy xuất gia mà thầy cái giống gì thầy cũng tham hết chứ. Thầy thích cúng dường, coi từ ngày về sau coi thầy còn nói gì nữa. Còn nhiều người ta tu chân chính, người ta không có nói chuyện giống như thầy đâu. Rồi thầy nói như vậy rồi sao không thấy bị kiểm điểm vậy ta? Ủa, sao mà có cái ông thầy á mà người ta nói đúng sự thật á thì lại bị kiểm điểm, bị quỳ lại trước mặt các ngài? Ngộ vậy.
Sao ngộ vậy? Cái ông thầy thích cúng dường ơi, thầy học giáo lý nhà Phật mà thầy không hiểu cái từ mà đi tu. Thì con nghĩ thầy đừng có đi tu nữa, hiểu chưa thầy? Phật bị các ngài ô uế hết rồi, mỗi người vô cuốn, cái cuốn mà sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Quỳnh giáo chủ nghe đi, bảo đảm còn hay hơn ngài này nói nữa. Nghe từ chữ, từ câu nói của Đức Quỳnh giáo chủ coi có thấm và chính xác như mấy cái ông đạo tăng này hay không. Đạo Phật bị ô uế vì mấy cái ông thầy tu giả này nè. Ủa mọi người, tu bây giờ cũng chia thành hai phe đó không mọi người? Là một phe ở trong chùa tu, còn một phe là đi ngoài đường tu là không cho. Bắt buộc phải ở trong chùa tu mới gọi là tu, còn bước chân ra khỏi chùa thì không gọi là tu. Ở đâu ra nguyên lý đó vậy? Cũng không biết từ khi nào mọi người đem một cái vấn đề tu tập của người khác ra thành một cái vấn đề chủ đề để sân si, để bàn tán luôn á. Theo quan điểm cá nhân của mình nghĩ thì đã tu thì ở đâu mình tu cũng được hết. Thậm chí mình không cần đến chùa, mình tu tại gia cũng được, thờ cha kính mẹ cũng là tu. Biết sống chậm lại, biết thương yêu mọi người xung quanh. Đó, trong tâm ta muốn tu thì là tu, chứ không bắt buộc là phải ngồi ở chùa 24/24 mà gọi tu, gọi là tu. Bước chân ra khỏi chùa thì hết tu, ở đâu ra nguyên lý thế vậy? Rồi xong mọi người kéo đi, mọi người đi công kích khoa hành của người tu trong chùa, đi tấn công cái người tu ở ngoài là sao vậy mọi người? Là mọi người là đang theo một cái đẩy theo một cái hướng chiều hướng xấu đi đó. Tu là một cái chiều hướng tích cực mà bị mọi người đẩy xa đi thành một chiều hướng khác. Theo quan điểm cá nhân của mình nghĩ là như vậy nha. Chứ tu mà bước chân vô chùa tu, cái bước chân này khỏi chùa cái hết tu, bước chân này khỏi chùa cái cha mẹ nói một cái cãi mười, thì cái đó gọi là tu gì? Đó gọi là tu máp. Nói chung là ở trong chùa cũng là tu, mà khi ra khỏi chùa chúng ta muốn tu thì cũng là tu. Ai cũng đúng hết, không một ai tu sai hết. Mỗi người mỗi cách tu khác nhau, chứ không có nhất thiết là phải tu ở đâu và phải tu như thế nào. Miễn sao trong tâm ta tu thì là tu, chứ đừng có tu miệng không mà trong tâm không tu thì cũng không gọi là tu đâu. Thấy hôm nay đang rất là hot, rất là nhiều người tự nhận là tu sĩ, tự nhận là ăn chay trường, tự nhận là tu lâu năm. Nhưng mà có ai tu lâu năm mà đi sân si không? Có ai tu lâu năm mà đi sân si là một người tu khác không? Một người tu khác không ảnh hưởng tới mình, không ảnh hưởng, họ không có làm ảnh hưởng tới con đường tu tập của mình, nhưng mà lại đi sân si với lại người tu đó thì cái đó gọi là tu hay chưa? Rồi mới đây lại có một cái người chị là ảnh hưởng, có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, là một người của công chúng, chị án với lại Phương Trình rồi đó. Chị là một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, nhưng mà chị đăng một status lên để chị phát ngôn rất là kỳ cục, rất là dị hợm luôn. Chị đó, cái người sư đang đi tu ngoài đường này là một người sư là tự làm sư, một người sư là tự mặc áo ghép đủ màu, tự cạo tóc này nọ, tu theo hướng không tốt, cần phải nghiêm khắc. Chị phát ngôn như vậy là chị đã sai rồi đó. Chị lên mạng chị nói chị là một người ăn chay trường, chị là một người tu ăn chay trường, mở hẳn một cái nhà hàng chay. Nhưng mà chị coi cái phát ngôn của chị về một người tu khác như vậy đã đúng hay chưa? Bản thân chị có tu được hay chưa? Hay là nhiều khi chị lo phát ngôn với chị quên luôn cái con đường tu tập mình đang ở đoạn nào rồi? Hay là nhiều khi bây giờ chị không còn biết mình đang tu ở cái điểm nào, mà chị không nhận thức được là mình có còn tu hay không, mà chị phát ngôn những cái như vậy. Người ta đi tu ngoài đường, người ta không gây ảnh hưởng tới bất kỳ ai hết. Chính mọi người đi theo làm âm gây ảnh hưởng tới con đường tu của họ, chứ họ không hề đá động, họ không động chạm tới ai hết. Họ không có nhu cầu hết, họ không có nhu cầu làm idol tu. Họ đang đi tu con đường riêng của họ. Mọi người tự sớm nhau, mọi người làm quá lên là ảnh hưởng tới con đường tu của người khác. Rồi cũng chính mọi người chia thành hai phe, một người tấn công một cái con người, gây khó dễ cho con người ta đang đi tu như vậy. Mọi người đã đúng hay chưa? Rồi chị là một người ảnh hưởng trên mạng xã hội, chị phát ngôn như vậy, chị đã đúng hay chưa? Chị nên xem xét lại. Chị nói là chị cần mọi người là nghiêm khắc xử lý cái con đường tu của cái người sư này. Người ta còn nghiêm khắc là chị đó, người ta còn phải kiểm tra lại chị đó. Chị là một người của công chúng, chị phát ngôn như vậy là chị mới cần phải nghiêm khắc lại đó. Chứ người ta không có làm gì phải nghiêm khắc người ta hết. Trời ơi, chị giống như là em tưởng tượng khi mà em đọc xong cái của chị nha, em tưởng tượng như là chị hóa ra chị như là một yêu tinh nhờn nhợn trong phim Tây Du Ký gì đó. Chị đang làm trì hoãn, chị đang làm khó dễ cái con đường tu tập của người khác. Chị giống như là một yêu tinh nhờn nhợn, chị giống như là một hồ ly chín đuôi gì đó. Hồi xưa con đường tu tập của Đường Tăng còn có Tôn Ngộ Không này nọ để dẹp yêu trừ ma, chứ bây giờ đâu có ai dẹp đâu, người ta đi tu mình không ai dẹp hết trơn. Chị nhào ra chị làm quá trời, chị phát ngôn chị làm quá trời, vậy chị tu đúng hay chưa? Chị nhận chị là người tu, chị ăn chay trường lâu năm, chị